Kính thưa quý vị, Nguyễn Đức Long hiện nay đang đứng trên một cái con đường rất là vĩ đại. Đây là gọi là con đường Đại Lộ Ngôi Sao. Đây là con đường Đại Lộ Ngôi Sao của Hollywood. Tất cả quy tụ các ngôi sao trong ngành nghệ thuật nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung. Đây quý vị thấy không? Đây là những ngôi sao này. Mà những ngôi sao nổi tiếng á, thì người ta họ sẽ làm những ngôi sao dưới đường đi. Thay vì là ở Việt Nam chúng ta là đeo trên bức tường hay làm trên bảng hiệu cao, hoành tráng, uy nga lộng lẫy, thì ở nước Mỹ thì người ta lại làm những cái ngôi sao ở dưới đường đi để cho người dân người ta đi qua đi lại, người ta đạp trên ngôi sao đó. Đó là cái sự danh dự của cái ngôi sao đó đó. Thì ở đây có rất là Long thấy rất là nhiều ngôi sao. Ví dụ như ở đây là này, Long bắt gặp được đây là ngôi sao Michael Cusin. Đây là một võ sĩ Quyền Anh rất là nổi tiếng ở nước Mỹ. Kính thưa quý vị, ở đây nè, rất nhiều ngôi sao, và nhiều ngôi sao đó nhiều lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là những cái ngôi sao này được những người dân, những khách tham quan, người ta họ đi tới đi lui, người ta đạp trên này, quý vị thấy không? Ở bên cạnh đó là cũng có cái bán thức ăn đường phố như trái cây, rất là hay. Quý vị thấy không? Khách nườm nượp, khách ra vào nườm nượp, khách rất là đông, và nhiều quốc gia khác nhau cũng quy tụ về đây. Và kính thưa quý vị, đây là một chiếc xe. Wow, xe này là chiếc xe mặc dù là xe rất là nổi tiếng nha, mà được trưng bày ở ngay cái viện bảo tàng này đó. Chiếc xe hơi mà cái máy nó nổi lên trên. Đây là chiếc xe cổ. Xe cổ, mình không hiểu nó là xe cổ đời nào, nhưng mà thật sự đây là chiếc xe cổ dữ dội luôn quý vị. Đấy. Đó. Đây. Wow. Quý vị thấy không? Khán giả rất đông, khách rất đông. Và ở đây là một cái thành phố trung tâm của cái thành phố Los Angeles. Đây là một cái thành phố lớn, cũng đứng hàng nhất nhì của cái bờ Tây nước Mỹ. Và cái đại lộ ngôi sao này thì thưa với quý vị, nó còn kéo dài dài đó, quý vị thấy không? Kéo dài như vậy đó, nhiều tên lắm, mà nhiều người, nhiều lĩnh vực, đa lĩnh vực quý vị. Nhưng mà rồi Long đang tìm, Long được biết rằng là có một ngôi sao mà ông ta rất nổi tiếng, thưa quý vị, đó là một ngôi sao Long sẽ tìm và Long sẽ tiết lộ cho quý vị biết luôn, đó là Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump là một tổng thống Hoa Kỳ, nhưng ông trước khi làm tổng thống, ông đã từng tham gia trong một cái kênh truyền hình, kênh phát thanh truyền hình, và ông nổi tiếng, và sau đó ông cũng được coi như là ghi xếp hạng vào cái ngôi sao của trên cái đại lộ ngôi sao này, thưa quý vị. Mà bây giờ Long đi tìm từ đầu đến cuối mà giờ chưa thấy quý vị ơi, chưa thấy Donald Trump nằm đâu. Hy vọng sẽ thấy chưa thấy Donald Trump nha. Wow. Tại vì cái đại lộ ngôi sao này rất là nhiều, vì trên 2.000 ngôi sao.
những ngôi sao mà mình mình đi muốn đi tìm thì những ngôi sao mình muốn đi tìm là nó nhiều quá, thành ra tìm hơi chậm. Trên 2.000 ngôi sao là thì quý vị biết rồi, cực kỳ khó tìm, nhưng mà hy vọng sẽ tìm ra, Wow, quá trời đông luôn, quá trời nhiều luôn. Một cầu thủ đang thể hiện nghề của anh, cầu thủ bóng đá đang thể hiện nghề của anh rất là hay. Wow. Đó, thành ra là quý vị thấy không? Khách lúc nào cũng nườm nượp. Lắm quý vị ơi, nhiều lắm. Kính thưa quý vị, đây là một cái nơi mà trung tâm mua sắm đồ tại cái bên cái phim trường Hollywood và đại lộ ngôi sao quý vị nhé, rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn quý vị. Wow. Kính thưa quý vị, Nguyễn Đức Long hiện nay đang đặt chân trên mảnh đất nổi tiếng của cái tiểu bang Los Angeles. Đây là một cái tiểu bang nổi tiếng về có một cái phim trường gọi là phim trường Hollywood nổi tiếng cả thế giới. Và hiện nay Nguyễn Đức Long đã thực sự đặt chân đến đây và được coi như là chiêm ngưỡng và tham quan khám phá để mà trải, cũng giống như mình trải nghiệm một chuyến hành trình từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Và đây là một cái ngày đẹp nhất mà sự ao ước của Long được đến cái phim trường Hollywood này, mình là điều coi như mơ ước, và được giao lưu cũng giống như tiếp cận tất cả những cái thông tin tuyệt đẹp của cái phim trường này, cũng giống như những người làm việc ở đây. Và thưa quý vị, điều đặc biệt hơn nữa, đây là một cái đại gọi là một đại lộ ngôi sao. Thì trong cái phim trường này, bên cạnh phim trường này nó có một cái đại lộ ngôi sao, gọi rằng là một cái đại lộ này nó có khoảng trên 2.000 ngôi sao của các cái lĩnh vực nghệ thuật. Và ngoài lĩnh vực nghệ thuật thì cũng có những ngôi sao khác nữa. Thì những ngôi sao mà nổi tiếng bậc nhất sẽ được nằm trong cái vị trí của đại lộ ngôi sao này, quý vị. Và thành ra đó là một cái điều mà hết sức coi như rằng là thú vị đối với ai đã đặt chân đến đây và được coi như tham quan và cũng giống như là trải nghiệm ở khu vực này. Xin chân thành cảm ơn quý vị nha.